2021 quá phê em ơi. Đây vô hàm vô bồn chạy nè. Hàm dưới có lót rồi nha bà con ơi. Hàm dưới có lót rồi nha. Bữa nay huyện nào? Anh ở huyện nào? Lại thủy Quảng Bình nha. Rồi Lộc Thủy luôn đó bà con. Anh trai này ở Lộc Thủy luôn nè, gần chỗ hai anh bữa mua hai chiếc á. Vào quay đầu quay quay vòng ơi. Vào lấy thêm con 21 nha anh em. 2021. Hết xịn nha. Đó, bây giờ để quay vòng biểu diễn bà con coi cái dàn thùng nó chạy im ru à. Chạy dàn thùng ở đây. Chuẩn chỉ luôn á. Tăng đưa này nè. Bây giờ vài bữa mình lên mặt lạng luôn chứ mình không bỏ cái bàn này đi. Cái bàn này xài vài bữa nó cũng nó bị lắc quá anh em. Rồi tắt đi, tắt đi. Rồi để tắt hàm, tắt bồn vô cho bà con coi ha. Rồi giờ đầu tiên gửi bà con xích chiếc này là nó cũng gai cao hơn 6 phân nha anh em. Chân cản còn khá là được nè. Anh trai ở huyện Lộc Thủy nè. Hai anh trai nè. À, hai ông chủ máy là mua chiếc này thấy ưng không? Thấy ưng ý không? Ưng ý. Ưng chưa? Đây, vô lựa con này. Chiếc này giờ làm bảo dưỡng lại nhanh cho anh về, anh còn đi đăng ký vô đội để anh đi gặt nữa. Đây hơi hám này nè. Hơi hám đây. Đó, quay phải quay về hơi vậy luôn nè mới uy tín ha. Đây con 21. Đây hai cái vỏ khoan, có cái này, chỗ này nó chét keo nó hơi xấu nè. Để hồi ra cho anh em nó cạo ra nó chét lại. Bên trên đó nó cũng chét keo một cục luôn nè, anh em thấy không? Cái đó thì để làm cho mấy anh em nó làm lại. Đây bồn lúa đây. Cái đầu lúa còn khá sạch ha. Chân cản đây bà con. Taxi nè. Đó, lăng zin là còn đầy đủ ha. Vết hàm đây. Rồi đem lên cabin em quay cho bà con coi. Ở đây nó dán xanh xanh đỏ đỏ vậy nè. Con cuốn khá là lét ha. Đây, ở trên cái mui thường 21 là sẽ lủng một lỗ nhỏ. Chiếc này chưa lủng luôn nha. Chiếc này chưa lủng luôn. Còn tải khá sạch. Anh trai lấy mấy cái này tầm giá 400 tiền nha anh em. Mấy cái 21 thì tầm giá bên em 300 mấy tiền cũng có, 400 cũng có, hơn 300 xíu cũng có, nói chung là tiền nào cũng lấy thôi, tùy theo cái chất lượng. Tới lui thử số đi anh hai. Lên ga chạy thử số rồi. Đó. Để chạy test máy cho bà con xem luôn đó, hai anh chủ máy đang ngồi coi xe nè. Đó. Thấy ok chưa? Lắc cái nào mà nhảy mặt cái đó nha. Mấy cái ốp mũ đó rồi không? Đây mấy cái ốp mũ đó nè. Rồi đây xuống đây. Góc này quay nó sáng nè. Chạy ra làm sao luôn. Thắng ơi. Chiếc này làm nhanh cho người ta về nha. Con nó làm nhanh cho người ta về. Rồi giờ xuống kho để bảo dưỡng nha. Xuống xưởng để bảo dưỡng luôn. Đó. Rồi. Cảm ơn mấy anh em ở Lộc Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình đã ủng hộ nha. Bà con nhà mình đang cần máy gì thì cứ liên hệ mấy năm Thủy Tiên nha bà con ơi. 2015 phía 2013 thấy xịn, giờ còn 3 chiếc nè. Mấy chiếc từ đầu anh em thích chiếc nào đi đóng công về, còn 3 chiếc nè để máy mọc nguyên bản không dọn dẹp gì hết. Rồi bên đây báo giá sơ sơ cho anh em vậy con ha. Bên đây. Bên đây 2010 mấy rồi. 2017 27 hay hơn 200 tiền một xíu. Bên đây con này 2013 nhưng mà lên cái băng tải 13 14 vậy á. Con này hơn 200 tiền luôn, zin 3 nút nha anh em. Rồi, con bên đây cũng vậy. 2017 nữa nè. Bên đây 2020 nè, hơn 200 một xíu. Ha, hơn 250 chứ, hơn 250 chút xíu. Rồi kho nói chung còn nhiều dẫn xe lắm. Giờ bà con vô kiếm cỡ 230, 240, 250 gì cũng có xe hết trơn á. Bao bảo dưỡng, bao vận chuyển gì tới nhà cho bà con mình luôn nha. Còn mua máy không bảo dưỡng thì bên em sẽ trừ cái tiền bảo dưỡng với trừ cái chi phí công thợ với là vật tư này ra. 2021 bán hết trơn nè. Còn hai chiếc à. Để chuẩn bị về lô mới nè. Lô 21 giờ còn 2-3 chiếc trong kho. Bữa một giải đi luôn, cả chục chiếc. Rồi anh em quan tâm thì cứ liên hệ mấy người Thủy Tiên. Cảm ơn em rất nhiều.